và của Hà đó có vẻ thân thiết với nhau quá ha. Thân thiết làm sao? Hà là nhân viên của anh mà. Không có một người nhân viên bình thường nào đến nhà sếp mua quà tặng cho mẹ sếp, kể về chuyến đi công tác với sếp. Người ngoài nhìn vào, người ta cứ nghĩ anh và cô ta là một cặp đó. Em cũng biết nói đến người ngoài nè. Em là vợ anh, em phải hiểu anh chứ. Vậy thì em hỏi anh, cái giọng người phụ nữ mà hôm em nghe được qua điện thoại á, có phải là cô ta không? Tại sao anh không nói cho em biết là anh đi công tác với cô ta? Ủa, từ lúc nào em bắt đầu quan tâm đến công việc của anh vậy? Em không xen vào công việc của anh, nhưng có những chuyện một người làm vợ như em cần phải biết. Anh có hiểu cái cảm giác của em khi ngồi nghe cô ta nói chuyện với mẹ anh, rồi nghe mẹ anh ngọt nhạt trách móc em này nọ hay không? Đừng vô lý. Em đem mẹ vô chi vậy? Em biết mẹ khó tánh mà. Nhưng mà anh đâu có gì mẹ mà bỏ bê em đâu. Em phải hiểu cho anh. Một bên là vợ, một bên là mẹ. Nếu như ngay từ đầu anh nghe lời mẹ anh, cưới một người vợ theo ý mẹ anh, thì nhà này đã không xào xáo rồi. Em đừng vô lý như vậy. Suy diễn lung tung là làm lớp chuyện lên. Đúng, em là người luôn vô lý, luôn từng suy diễn lung tung. Em không đủ ngọt ngào để lấy lòng một người mẹ khắc nghiệt của anh. Em quá đáng rồi đó.